cả nhà nha. Bây giờ mình tới chợ xem mà nha cả nhà, mình coi bên trong á mình có mua được đồ nữa không nha các bạn. Từ bữa giờ mình đi 2-3 lần rồi mà mình chưa mua được gì trong chợ này hết, mua gì cũng hết đó cả nhà. Để coi chợ này mình vô mình có mua được gì không nha. Giờ mình kiếm chỗ đậu xe nha cả nhà. Nói chung là bình thường á, chợ này vẫn đông nha các bạn, nhưng mà vào cái dịp corona này nè, không biết tại sao mà bà con cứ ùn ùn đi mua đồ quá trời luôn. Mà thử hỏi chứ ở Mỹ này thì đâu có phải dễ gì hết đồ các bạn. Chỉ có cái là bà con bây giờ không biết tại sao mà suy nghĩ mua quá trời đồ, mà những cái chợ cũng là chợ Mỹ nhưng mà không phải là chợ bán sỉ thì họ lại ế lên ế xuống các bạn. Như cái chợ bữa Nhung đi á, họ cũng có đồ đầy đủ vậy nhưng mà tại sao không ai đi hết, mà cứ ùa vô cái chợ Sam's Club này với lại Costco rồi đi mua, rồi cứ vô cái gì cũng hết á. Mà chính Nhung Nhung vô Nhung mua đồ cũng không có gì mua, là tại vì nhiều khi mình tiện đường mình ghé mình mua luôn, nhưng mà sữa cũng không có các bạn, mì cũng không có, cái gì cũng không có hết. Mà bà con cứ xúm vô cái chợ này đi riết với lại Costco, mà những cái chợ khác như Walmart hoặc là Target hoặc là những cái chợ khác nữa cũng có đồ vậy. Nhưng mà tại vì những cái chợ nhỏ đó là tâm lý ở bên đây là họ ít có xài, họ ít có đi với các bạn, họ cứ đi cái chợ sỉ này nè. Tại nhiều nhiều người Mỹ ở đây tại họ hay xài số lượng nhiều á các bạn, họ đi chợ này. Với lại có những người người ta mở business đó, người ta làm nhà hàng hay là cái này cái kia rồi, người ta đi vô chợ này người ta mua đồ dùng đó, nó rẻ hơn là tại vì nó bán sỉ. Chứ thật sự mà nói thì ở Mỹ này đâu có thiếu đồ đâu các bạn, thiếu được thiếu cái gì thì mình không biết, chứ đồ ăn là mình bảo đảm không bao giờ thiếu. Có một cái thì chợ Việt Nam mình có đôi lúc á, thì họ ăn đồ Việt á, rồi họ đi chợ Việt Nam thì nhiều khi đồ Việt chợ Việt Nam thì nó có một số lượng nhỏ nào thôi chứ nó không có nhiều giống như là chợ Mỹ đó, là đôi lúc chợ Việt Nam mình nó bán mau hết rồi này kia là vậy. Nhưng mà không phải là nó hết hẳn mà là nó cũng phải nhập về chứ không thể nào mà hết được. Mà nói chung chung lại là ở Mỹ là không sợ đói nha các bạn, chỉ sợ là không có tiền thôi chứ không bao giờ đói được, không có cái này cũng có cái khác ăn. Cho nên các bạn nhà cô chú anh chị ở Việt Nam xem cũng đừng lo nghĩ gì tới ở Mỹ mà sợ cái vấn đề mà không có lương thực hay thế này thế kia, đừng có lo vấn đề đó nha cả nhà. Hello, chào cả nhà, buổi sáng nha. Thật là bất xúc, hôm nay mình đi chợ xem club mà mình không ngờ cái chợ hôm nay cái gì cũng hết đó cả nhà ơi, một sự ngạc nhiên. Bây giờ mình đi xem cái chợ này là ba chợ rồi đó mà mình vẫn chưa mua được đồ á cả nhà. Cả nhà suy nghĩ giờ nguyên dãy đồ gì mà không còn gì luôn đó, mà ngạc nhiên tại sao á những cái chợ thì ế thê thảm, còn chợ xem với Costco thì lúc nào cũng hết đồ hết. Bây giờ đi vô mua đồ mà không bao giờ có đồ để đẩy ra ha, đi vô xong mà đi ra không có đồ mua cả nhà ơi. Cả nhà thấy không, bây giờ đi quay cho cả nhà coi nè, tự ngạc nhiên. Mà cái chợ này là chợ sỉ nha các bạn, chợ xem và có cầu lúc nào cũng là đồ đại trà luôn, không có thiếu cái thứ gì hết. Mà bây giờ ở đây Nhung đi vô trong này vô cái thôn nào rồi á cũng không có gì để mua hết, đi vô xong đi ra không có gì để mua, có mua đồ cũng không có gì để mua hết cả nhà. Đó, giờ quay cho cả nhà coi nè, ngạc nhiên quá trời luôn. Giờ Nhung mua cái gì trong tủ cũng hết. Đẩy cái này đi. Đó, cả nhà coi nè. Đẩy cho mình đi. Đó. Giờ đi vô đây á, mua mấy cái món mình cần qua giờ đi mấy lần chưa có nè, cả nhà coi trong tủ nó sạch thình thanh luôn. Nhưng những chợ khác cũng có các bạn, nhưng mà chợ Mỹ bây giờ chợ bán lẻ chứ không phải chợ bán sỉ giống như ở đây. Bây giờ đi trong đây mà không còn gì để mua hết, mày ra trong tủ lạnh không còn gì luôn rồi cả nhà. I come here to see the same club different. I cannot buy anything. So fun. Oh my god. Bà khách Mỹ trắng hay là Mỹ đen nói sao cái gì cũng hết hết vậy nè, ta đi 3 lần chợ mà ta chưa mua được cái gì trong chợ này hả?
vô cái đồ tôi cần mua nè các bạn. Thôi giờ ở đây nè, ở đây là những cái đồ mấy cái khung khung này là họ cái thì mấy biến cho mấy cô ra con tẩy tẩy xe ra mua over there over there. Oh my god, sorry, tẩy lên con cho cô ra để thẳng nha. Bây giờ đi mua gì cũng có, toàn bộ đây nè. Đó, mấy cái khuôn này là mấy cái khuôn đồ không là cả nhà, mà giờ mua không có gì luôn. Giờ chỉ còn nước cam. Nước cam. Mua cái gì cũng hết đó các bạn. Trời ơi. Nói chung là cái chợ này với lại cái chợ Costco á cả nhà thì nó đồ sỉ, mà bà con vô đây mua nhiều á là lý do nó đồ đầy đủ, với lại nó bán nó số lượng nhiều á, nó rẻ được chút. Nhưng mà Mỹ thường thường họ vô những cái chợ lớn này họ mua, và những cái chợ nhỏ nhỏ là để giống như là không, lý do là chợ những cái chợ nhỏ Mỹ á, nó không lớn, nó không có bán đắt là lý do nó bán lẻ cả nhà. Người ta bán sỉ, có business, có tiệm, có quán rồi nhà hàng đồ, ta hay vô đây mua các bạn. Đồ nó sỉ, còn mấy cái chợ kia thì không có, nó bắn mắt quá, cho nên họ chỉ mua về xài thôi, chứ họ làm nhà hàng hay quán ăn hay họ xài số lượng nhiều thì họ không có vô cái chợ nhỏ, họ vô cái chợ này với Costco. Bây giờ ở đây chỉ còn cá Simon, cá Simon rồi các bạn, cá Simon còn, cua còn. Đây là cái cua này, là cua hộp này 59 đồng, 60 đồng các nhà. Với tôm này 11 đồng. Tôm nhỏ nhỏ này mình nấu mình rim ăn ngon các nhà. Giờ không còn gì còn á. Sao cái bịch tôm này bự có 13 đồng ta. Mà mấy cái thùng này cũng hết luôn các bạn. Cái này 11 đồng mà sao bịch tôm bự quá ta. Tính ra tôm đây rẻ quá sao. Nhưng mà giờ mình chuẩn bị đi chơi vacation cho nên ra lát rồi mình không có mua đồ về, mình thấy uổng á. Mình coi cái cua này coi. Cua nè các bạn, để coi cái cua này nó được bao nhiêu phao hả? 5 phao. 5 phao 60 đồng. Giờ mình làm gì giờ ăn ta? Ghé chợ mua gì về ăn hôm nay quá. Bây giờ vô đây mua sữa mà không có cái bình sữa nào luôn các bạn. Con đẩy cho mấy người, con đẩy không nổi hả? Con đẩy đi nó thẳng thẳng á, đừng có đẩy. Cái chừng đụng cô, đụng chú á con. Ồ, bình bông đẹp quá cả nhà. Bông đẹp quá trời luôn cả nhà. Đây cho cả nhà coi nha. Tính giờ mua đồ không có gì mua trên trời, sữa tùng đồ không có luôn. Đây bao rác. Bao rác thì còn đầy. Mai đem lên xe ăn không? Cái này nè. Hả? Ăn không? Đem lên xe ăn không? Khỏi mua cây xăng. Đó. Ừ, lấy hộp đi, bóp đi.
quay đầu lại. Đẩy đi, con quay ha, con quay cho mẹ đi. Lấy cái tay ra, nó chết I'm not crazy about it.